Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Hôm nay thì bất ngờ các dấu TV của Samsung phân khúc 85 inch đang giảm giá rất chỉ là sâu, đang giảm từ 5 đến 6 triệu đồng cho các cái phân khúc TV 85 inch này các bác nhé. Và các bác nào đang quan tâm TV 85 inch có thể qua cái video lần này của em để tham khảo các dòng TV QLED đợt này giảm. Q60, Q70 và Q80B đang có một cái mức giá vô cùng là tốt vào cái thời điểm hiện tại các bác nhé. Em sẽ đi lần lượt từng model một và xem giá thành của nó bao nhiêu. Các bác nào muốn quan tâm có thể qua siêu thị điện máy Ecomax ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Website bên em là ecomax.vn. Ở đây là những cái dòng sản phẩm TV bên em đăng kê ở tại sàn đây rất nhiều rồi nhé. Và đợt này sẽ có Q60B là đầu tiên. Em sẽ quay cho các bác con Q60B. Các bác nào mà xem được video của em Nông mà thấy video của em hữu ích thì đừng quên ấn cho em Nông nút đăng ký kênh để ủng hộ em cho các video mới nhất các bác nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở trước mắt các bác đây xem, đây là một con 85Q60B. Màn hình kích thước 85 inch thì vô cùng là to, với bề ngang của nó là 1m9 cơ. Ngang 1m9 nên là các bác nào mà phải có một cái không gian rất chỉ là rộng, phòng khách rộng tầm độ 30m2 thì chúng ta mới kê được. Hoặc là chúng ta kê ở khu vực phòng hát karaoke, hội nghị, không gian trường học rất chỉ là hợp lý với dòng kích thước 85 inch này. Với 85 inch thì họ không sản xuất các dòng TV đời thấp, họ chỉ là QLED là bán là nhiều, và giá thành QLED nó rất rẻ. Với con đầu tiên là 85Q60B, thiết kế của chúng ta thì được thiết kế tràn 3 viền. Và các bác nào mà bảo là thiết kế của Samsung nó không được tràn thì đây các bác phải xem trực tiếp đây. Nó tuy là không phải tràn hẳn mỏng ra phía bên ngoài, nó vẫn có một cái lớp viền G ở phía bên này tầm độ 5 ly mọi người nhá, 5 ly. Nó sẽ có sát với cái tấm nền màn hình. Thì các bác nhìn cảm tưởng nhìn xa thì chúng ta nhìn thấy cái phần độ đen này nó dày, thì các bác nhìn thấy bảo nó không tràn, tuy nhiên thì nó gọi là tràn rồi. Nếu mà nó dày thì nó sẽ dày giống như các dòng ở phía dưới này. Nếu mà phía dưới này thì nó gọi là dày hẳn này thôi nhé. Đấy. Và phần phía dưới này thì nó chỉ hơn cái phần phía trên này tầm độ gấp đôi thôi, dày gấp đôi thôi, chứ nó cũng rất chỉ là mỏng rồi. Chân của nó thì cũng được thiết kế chân ở hai bên như thế này, hai bên nhưng mà nó xếp ở chính diện các bác nhé. Các bác nhìn thì cảm tưởng nó là một khối nhưng mà không phải, nó là chân hai bên ở chính diện. Và nó có một cái lắp đậy ở đây. Đấy, chân này chân rời. Và thay vì các bác nhìn trực tiếp, các bác nhìn xa như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó là một cái tưởng như là nguyên khối. Tuy nhiên thì nó là lắp đậy các bác nhé. Với Q60B tần số quét là 60Hz thôi. Chúng ta có tấm nền là tấm nền QLED. Ở đằng sau lưng thì cũng được thiết kế rất mỏng. Các bác nhìn thấy này. Đây. Cảm tưởng thì các dòng TV càng to thì họ sẽ thiết kế cái TV nó hơi ngả ra phần phía sau các bác nhé. Các bác nhìn thấy là cái phần khu vực TV ở phía đằng sau bên kia nó thiết kế đứng này, đứng này. Còn con này nó cảm tưởng là các bác nhìn nó sẽ ngả ra phía đằng bên ngoài, mọi nhá, nó ngả ra bên ngoài để mà nó có cái chịu lực ở phía đằng sau nó tốt hơn. Nếu mà nó ngả về đằng trước nó sẽ dễ đổ hơn mọi nhá. Đấy là thiết kế của những dòng 85 inch. Các bác để thấy chứ không phải là nó bị nghiêng đâu. Các bác nhìn thấy nó là hơi ngả ngả ra đằng phía sau. Với con này thì chúng ta có thêm là màn hình chấm lượng tử hiển thị được cho các bác là 1 tỷ màu sắc. 1 tỷ màu sắc. Có công nghệ HDR chống chói và có ánh sáng tự nhiên. Hiển thị đa màn hình, tức là chia đôi màn hình. Công suất loa của chúng ta là 20W chuyển động mượt mà với OTS này. Ở dòng này thì đi kèm với TV sẽ có một cái điều khiển. Nó là điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Các bác có thể mà để vào trong khu vực phòng nhà mình, để trên bàn ngửa lên thì trong phòng có ánh sáng điện, nó cũng sẽ tự sạc cho các bác trên dòng 65Q60B này. Con này thì hiện tại BM đang bán giá rẻ nhất là 38.120.000 các bác nhé. 38.120.000 cho con 65Q60B. Với tầm giá này thì thời điểm buổi hôm ngày hôm qua các bác mua thì sẽ rơi vào tầm hơn 41 đến 42 triệu đồng cho con 65Q80B này. Nhưng hôm nay chỉ còn có 38.120.000 thôi. Nó sẽ rẻ hơn cho các bác tầm 3 đến 4 triệu đồng so với Q80B, Q60B. Còn các bác nào mà muốn lấy lên những dòng TV tần số quét 120Hz thì có thể lấy cho em là Q70. Q70 thì nó cũng thiết kế giống hệt con Q60 với thiết kế là phần nắp sau lưng cũng mỏng. Mỏng các bác nhé. Cũng sẽ hơi ngả ra phía sau. Tuy nhiên thì cái phần chân của con Q70 nó sẽ thay bằng cái chân kim loại như thế này. Các bác nhìn thấy đây.
nó không phải chân một bản chân hai lắp hai chân nữa, mà nó có một cái bản kim loại chính diện như này và có một trụ ở chính giữa. Đấy, nó giúp cho TV chắc chắn hơn. Đấy. Còn tổng quan thiết kế thì con Q70B này nó hoàn toàn giống so với Q60. Nó chỉ khác của chúng ta là cái tấm nền màn hình của chúng ta là được 120Hz thôi. Được không nhé? Còn kia là tấm nền là 60Hz. Còn độ sắc nét của hai dòng này thì tương đương như nhau, không khác gì nhau cả. Đấy, một con là chạy tần số 120, còn chạy là tần số là 60. Thì khi mà các bác xem cùng một thước phim trên cả hai mẫu TV này thì con Q70B nó sẽ chạy mượt mà hơn. Hoặc là các bác cùng bật một ứng dụng, ví dụ các bác cùng vào YouTube thì con 70B nó vào nhanh hơn. Chỉ như vậy thôi. Chứ còn đâu là hoàn toàn giống nhau các bác nhá. Giống nhau cho cả Q70 và Q60. Và đối với dòng Q70 thì các bác cũng sẽ có thêm điều khiển sạc pin, và điều khiển đó là điều khiển tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt trên các trên cái phím micro. Chúng ta có thể cài đặt Google Assistant để chúng ta tìm kiếm ngay từ bên ngoài các bác nhá. Cho Q70. Q70 thì hiện tại đang cao hơn so với Q60 chỉ có mấy trăm nghìn thôi các bác nhá. Với Q60 là 38120 thì Q70 đang bán là 37760. Tức là nó đang chênh nhau nó 600.000. 600.000 cho một con TV tần số quét 60 lên đến 120. Thì các bác trong cái thời điểm hiện tại nếu mà mua thì lên mua con Q70 là ok. Là ok hơn là Q60. Còn nếu mà các bác cố được lên tầm độ hơn khoảng độ 2 triệu nữa. Ví dụ như Q70 thì đợt này cũng đã giảm cho các bác tầm độ 4 đến 5 triệu rồi. Tuy nhiên thì nếu mà các bác muốn mua cao hẳn và lấy hàng tốt thì có thể lấy Q80. Các bác nhá, Q80 thì nó là không phải là dòng nét viền giống như Q60 và Q70. Con này thì nó là dòng nét lèn. Với dòng nét lèn Direct Full Array. Các bác nhá. Direct Full Array và tần số quét 120Hz. Công nghệ HDR lên đến 12X là một trong những dòng TV 85 inch có độ phân giải 4K gọi như là LED nhất của Samsung trong những cái phân khúc TV là QLED. Nó chỉ kém các mẫu TV như là QL85 hoặc QL90 thôi. Tuy nhiên thì đối với dòng này Q80B sẽ là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo. Thiết kế thì cũng sẽ được thiết kế tràn 4 viền mọi nhá. Không phải 3 viền mà 4 viền, cái viền dưới cùng các bác nhìn thấy này. Nó thay bằng một cái viền dày giống như Q70 hay Q60 thì nó sẽ tràn xuống dưới góc bên này. Đấy, các bác nhìn thấy tràn đến đây mọi nhá. Còn đây là viền TV thôi. Em sẽ quay cho các bác xem đây. Đây là viền này. Và cái viền này thì nó hoàn toàn bằng kim loại chứ không phải là viền nhựa. Đó. Những dòng Q60 và Q70 thì nó là bằng viền bằng nhựa hết này. Các bác nhìn thấy này. Viền bằng nhựa này, viền nhựa này. Đây viền dưới cùng nó dày này. Và cái phần viền tràn của nó, các bác nhìn thấy cái phần viền tràn nó rất nó khá là thô hơn so với rất nhiều so với Q80. Q80 thì là một trong những dòng TV mà thiết kế đỉnh cao nhất của Samsung mà nó chỉ chênh giá hơn cho các bác có 1-2 triệu thôi mọi nhá. Và con này thì các bác nhìn thấy là chân của nó là chân kim loại một bản to ở chính diện. Chân này chân hình chữ nhật, còn chân Q70 là chân hình vuông. Khác nhau, chân này to hơn, bản to hơn. Và cái viền của nó thiết kế cực mỏng mọi nhá. Với 4 viền được thiết kế tràn ra bên ngoài. Thì đối với Q80B, ngoài cái tấm nền màn hình của chúng ta là màn hình Full Array chạy tần số quét 120, hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos và có tổng công suất loa là lên đến là 60W. Còn Q60, Q70 là công suất loa chỉ có 20W thôi nhá. Tức là cái loa này nó gấp 3 lần. Với hệ thống loa hoặc có hệ thống loa Dolby Atmos đi kèm. Với con 85Q70B, đây em đang kê con 75 thôi nhá. Bởi vì không gian ở đây rất chi là nhỏ, em chỉ kê được một con 85 bên đối diện là để bày cho các bác thôi. Em quay cho các bác con 75 thì 85 cũng tương tự như vậy, nó chỉ khác số inch thôi. Với con 85Q80B thì hiện tại bên đợt hôm qua các bác em đang bán là 45-46 triệu. Nhưng hôm nay bán cho các bác còn có 40.720 thôi. 40 triệu đồng 720 sẽ là một trong những dòng TV giảm sâu nhất trong cái thời điểm hiện tại bây giờ, với tầm giá 6 triệu đồng giá giảm cho các bác trong cái ngày hôm nay. Và các bác nào đang quan tâm những mẫu TV to như thế này, 65
75 inch hoặc là 85 inch. Đây là các mẫu TV to nhất của bên em đang có mặt ở tại showroom Ecomax Đông Anh. Có nào qua trực tiếp siêu thị để mà xem sản phẩm, sau đó chúng ta mua hàng. Những dòng sản phẩm này thì bên em bảo hành điện tử là 2 năm và đổi mới trong 30 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất các bác nhé. Ok, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.